để bắt đầu mình mới quan sát xem là cái cung đường đó nó có thật sự quyến rũ mình hay không, điều kiện nó có an toàn hay không. Thì bắt đầu mình khi mà mình xét được những yếu tố đó rồi á, thì lúc đó mình sẽ chuẩn bị mình mọc xuống như thế này để mình bắt đầu mình tận hưởng nó, thì để mình lắng nghe. Tại vì khi mà mình ngồi cao như vậy mình không thể nào được, mình không thể nào mình nghe, mình cảm nhận được mọi thứ từ cái chiến mã của mình hết. Thì mình phải bập xuống để mình tránh được cái gió nó ù ù bên tai, để mình cảm nhận, mình nghe được cái tiếng bô nó gầm gừ và cảm nhận ở cái tay ga này nó như thế nào. Thì lúc đó mình xốc ga lên một cái thì cái xe nó chồm lên, thì cái lúc đó xe vô số thì cái xe nó lao lên phía trước, là nó con đường nó đang nằm thẳng như mình, nó lao như mình, y như một cái mũi tên vậy. Thì đó là những cảm xúc mà mình cảm giác nó phê hơn. Lúc đó mình cảm giác như mình là một biker tự do, một con người tự do, một cánh chim tự do, mình có thể mình tung cánh mình bay đi khắp mọi nơi,